Ok, Minh Anh chào tất cả anh em nhé. Đêm hôm qua mưa anh em ạ. Đêm hôm qua mưa nên hôm nay trời là vẫn còn chút mây một chút xíu. Thì hôm nay thì Minh Anh lại quay cái cảnh này cho anh em cùng xem nhá. Cái cảnh mây mưa này. Cảnh mây mưa này nhưng mà mưa xong là mát anh em ạ. Mưa xong trời là mát bao nhiêu luôn ấy. Đó. Dạo này ngoài Bắc là Bắc Giang mình đang nóng cực kỳ luôn. Đây thì cái chốt mình lại quay cái chốt cho anh em cùng xem nhé. Không biết là hôm nay là cái tình hình gì nhưng mà chốt làm căng lắm anh em ạ, làm căng cực kỳ luôn. Người từ bên ngoài đi vào ấy thì rất dễ, mà người từ bên trong này, chỗ mình anh đang ở mà là bên trong này, mà mình muốn đi ra ngoài kia thì nó qua cái chốt này thì cũng rất là khó. Hôm nay là rất nhiều người đứng ở đây, nhưng mà chỉ đứng ở đây thôi, sao lại đứng lâu, đứng chán nên lại quay lui. Đó. Người ta không cho đi qua. Người ta chỉ cho những người ngoài đi vào mà lại không cho người từ từ trong là đi ra. Em không biết là cho đi kiểu như thế là đã làm như nào. Rồi, ok anh em nhé. Thì hôm nay thì mình lại quay lại làm cái màu. Đây, thì hôm nay là những cái màu tông ấm này thì nó là cái màu pink. Đây, thì hôm nay thì có một số anh em yêu cầu mua nhà nhuộm cái màu pink này. À, màu pink pink này, nhưng mà pink là pink violet nhé. Đây cũng vậy, đây là màu 12RV. Đó, 12RV thì cũng là V là tím anh em ạ, 12RV nhưng mà nó cũng là hồng hồng. Thì hôm nay thì mình anh sẽ lại lấy cái màu hôm qua mình anh nhuộm ra. Đấy, cái màu khói tím khói mon hôm qua mình anh đã làm thì mình anh sẽ làm ra màu 12RV anh em nhé. 12RV. À, để chuẩn bị nhuộm ra cái màu hồng thì hôm nay thì mình sẽ làm màu hồng phai. Màu hồng phai thì đầu tiên thì mình cần phải bóc cái màu tím kia ra, thì đối diện tím là cái màu vàng. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ sử dụng là bột tẩy và màu A cộng và màu mix vàng để triệt ánh tím nhé, triệt ánh sắc tím ở trong cái tóc hôm qua mình nhuộm màu khoai môn kia ra. Và mình chỉ mix chút mix vàng thôi anh em nhé, xuống với vàng thôi để nó triệt, làm cho cái màu nó sạch hơn. Và mình lại sử dụng là oxy 3 anh em nhé. Oxy thì cũng gần hết rồi anh em ạ. Cũng gần hết rồi, nó cũng không còn nhiều lắm, chắc là lần sau lại phải sử dụng oxy cao hơn đấy, tại vì oxy là 3 nó hết đấy. Sau khi mà pha xong được cái bát thuốc thì nó được như này. Thì sau đó thì mình sẽ bóc hết cái màu tím ra anh em nhé, bóc hết cái màu tím hôm qua mình làm ra, màu khói tím khoai mòn ấy. Đấy, đây mình sẽ bóc hết cái màu này ra bôi vào thôi. Nếu mà trường hợp mà anh em mà nhuộm màu hồng xong ấy mà nó bị đỏ nhiều ấy thì anh em cũng sử dụng là ít cái màu 20 này, hoặc là gặp ít bột tẩy anh em cộng với lại oxy thấp và cộng với dầu hấp collagen pha vào để cho làm loãng cái bột tẩy ra, thì mình bôi vào thì mình đã lấy được cái màu màu hồng đỏ ra, thì nó ra được cái thành màu hồng phai nhá. Đấy, đây thì sau khi mình đã bóc sạch được cái màu 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 cũ ra thì nó sẽ được lại được ra cái tông chín như này. Đây anh em nhé. Đó. Thì cái tông này thì nó còn căn bản mình cũng chưa để cho nó sạch hẳn, nó vẫn còn cái ánh hơi hơi cam cam một tí. Đó, còn đây là một cái bông hồng anh em ạ, cái bông hồng phai. Bông hồng phai, tí nữa thì mình sẽ làm ra màu hồng phai luôn anh em nhé. Đó. Cái màu hồng mà hồng đỏ pink ấy, cái màu lai trực tiếp mà màu pink ấy, pink thì nhiều khi mà mình nhuộm xong ấy thì nó hay bị cái màu đỏ rất là nhiều, đỏ sẽ nhiều hơn là hồng nhiều đấy. Đấy, thì hôm nay thì mình anh sẽ sử dụng là màu 011 và màu pink và màu 12RV và màu 911, nhưng mà 911 hôm nay thì mình sẽ không làm anh em nhé. Đấy, nếu mà anh em mà không có màu 12RV ấy, thì anh em chỉ cần cái màu 911 và màu pink và cái màu 011 thôi là ok. Nhưng hôm nay thì mình anh sẽ sử dụng là 4 mã màu. Thì đây để làm ra cái hồng, nhưng mà mình sẽ làm phai hơn như này nhé, màu hồng phai hơn như vậy. Thì mình sẽ sử dụng là màu 011 và màu 12RV và màu 10.5 là cái màu pink anh em nhé, và màu 2.0. Đây, đây là cái màu 12RV. Nếu mà anh em không có màu này thì chỉ cần màu 911 và màu 011 và màu pink anh em nhé, và cũng có thể là dùng 3.0. Màu 011 thì mình làm ở trên tông chín này thì mình sẽ đi là 20% anh em nhé, 12%. Và đây thì mình sẽ sử dụng một pin pin anh em mix ít thôi nhé,
mình ít thôi, đừng mất nhiều pin. Và sau đó mình sẽ sử dụng là 2 số 0. Cái này thì anh em lại lưu ý là trong quá trình chút nữa mà mình đánh thuốc ấy, mình đánh thuốc thì anh em sẽ lưu ý nếu mà cái màu mà nó lên đỏ quá ấy, thì anh em lại thêm cái màu 2 số 0 hoặc 3 số 0 vào để làm loãng ra, hoặc là màu 911 thì để làm nó loãng cái màu đỏ này ra. Như cái bát thuốc này thì Minh Anh đang đánh thì cái màu nó lên nó hơi bị đỏ nên là Minh Anh lại tiếp tục thêm cái màu 2 số 0 vào để làm loãng cái màu pink nha anh em nhé. Đấy, cái màu pink thì mình cho một chút xíu thôi nhưng mà nó lên và đã đỏ lừ rồi chưa. Còn nếu mà anh em mà làm ở trên tông mà nó sáng hơn ấy, hay là anh em mà khử nó trong rồi ấy, thì anh em chỉ cần màu 12 RV thôi. Đây cái bát thuốc mà mình vừa pha xong thì ra nó được cái màu hồng nhạt như này nhé. Đây là nhờ cái thằng này, cái thằng 2 số 0 này nó làm loãng hết màu pink nhá. Thì nó được cái màu hồng nhạt như này. Nếu mà đánh ra một cái bát thuốc mà nó bị đỏ quá ấy, thì anh em nhuộm lên thì nó chỉ thành màu hồng đỏ thôi. Đó, nó không thể ra đâu, thành hồng phai được. Còn đây là trên cái tông tông 9 này thì bắt đầu thì mình sẽ nhuộm anh em nhé. Mình sẽ bôi thuốc mà thôi, bôi thuốc mà đủ sau đó thì mình sẽ đi gội thôi là ok nhá. Nên anh em lưu ý nhé, nếu mà trong quá trình mà anh em đánh bát thuốc ấy mà cái bát thuốc mà nó bị lên đỏ quá ấy, thì anh em sẽ pha loãng nó ra, sử dụng bằng 911 cũng được hoặc là bằng 3 số 0 hay là 2 số 0 cũng được nhá. Còn nếu mà làm trên đầu thật ý, thì ví dụ như bát thuốc mà nó không có màu màu hồng hồng như này, nói chung là đã làm những cái màu này kiểu gì nó cũng, lúc mình đánh ý, thì nó là màu trắng nhưng mà để một lúc kiểu gì nó cũng ra thành một cái màu hồng hay là màu tím, một cái màu gì đấy nhá. Nên là anh em lưu ý đánh bát thuốc xong mà thấy nó đỏ quá thì mình lại làm loãng nó ra, thì sau ra thì cái màu thì nó sẽ ok hơn nhá. Làm này chút nữa ra nó thành cái màu hồng, nó phai phai, nó kiểu như cái cánh hoa kia luôn, cái hoa đậm đậm ấy, không phải là hoa trắng này, ở bên ngoài nó là cái màu trắng này anh em ạ. Ok anh em nhé, đây là sau khi cái tóc đã đủ thời gian, nhìn nó có thuốc nó chậm chậm như này rồi. Ok, là mình đi xả và chờ đợi kết quả anh em nhé. Anh em chờ đợi nha. Đấy, thấy chưa? Đây là kết quả hồng phai anh em nhá. Giống y hệt cái bông hoa chưa? Y hệt cái bông hoa đằng sau luôn anh em ạ. Đơn giản thôi nhá. Anh em thích hồng phai thì làm theo công thức này của Minh Anh nhá. Chúc anh em thành công nhá. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Minh Anh nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.